Hôm nay 28 tháng 6, Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Minh, 29 tuổi ở xã Đông Phong, huyện Yên Phong về hành vi chứa mại dâm. Trước đó, ngày 25 tháng 6, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Yên Phong bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán karaoke quê hương ở xã Đông Phong do Nguyễn Như Minh quản lý. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan. Bước đầu đấu tranh, công an huyện Yên Phong làm rõ, khi khách hát có nhu cầu mua dâm, Nguyễn Như Minh bố trí nhân viên phòng hát phục vụ khách. Mỗi khách đến mua dâm, Minh sẽ thu của khách 350.000, rồi trả cho nhân viên 200.000 và thu về số tiền còn lại. Hiện công an huyện Yên Phong đang củng cố hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.